Theo đánh giá của nhiều bạn, Murat là một trong những vị tướng phế ở mùa giải này. Chính vì thế, hôm nay tôi sẽ test Murat ở trong một trận đấu rank để kiểm chứng sức mạnh của Murat cho mọi người. Và như mọi khi, tôi lại xin len theo phong cách riêng. Như các bạn đã thấy, đúng vậy, tôi đi top chứ không phải xin len đi rừng. Đấy là một trong những cách hiệu quả giúp bạn được đi rừng ở trong một trận đấu. À không, đi top, tôi nhầm, xin lỗi các bạn. Có thể các bạn chưa biết, tôi đã từng là top 1 Murat. Chính vì vậy nên tôi sẽ khoe với đồng đội. Chắc hẳn các bạn đang nghĩ tôi nói phét đúng không? Nhưng khoan đã, bạn hãy xem câu chat tiếp theo của tôi rồi bạn sẽ hiểu. Được, hào hán, hào hán. Sau khi vô trận thì tôi vẫn như mọi khi là phụ rừng tem mình farm con blue, rồi lại lên top farm lính. Nhưng tôi không hiểu tại sao mới chưa đầy một phút đầu game mà tem bạn đã lên đây gank tận cả hai người. Một người thì ở bên đường con kinh công, còn một người thì lại ở trong bụi cỏ. Ủa là sao, rồi có farm lính không? Cùng xem lại pha này để biết tại sao tôi lại chết. Chính là do bạn gấu túc biến lên đánh tôi. Nhưng cũng một phần là do tôi ỷ y đứng lại nhây và đầu game bị ganh như thế đấy. Nhưng không sao, tôi sẽ ăn con rơi để bổ sung vitamin A để cho mình sáng mắt ra nếu như có người ở trong bụi. Rồi xong, bạn Quylen đã KS mất con rơi để cho mình sáng mắt rồi. Nhưng không sao, mình sẽ cho bạn ấy sáng mắt lại. Các bạn quên mình là ai à? Quay trở về đầu clip. Có thể các bạn chưa biết, tôi đã từng là top 1 Murat. Thế nên lấy danh dự của top 1 Murat, tôi sẽ khiến cho bạn Quylen phải sáng mắt ra. Sáng mắt ra chưa hả Quylen? Này thì cái S vitamin A của tôi. Sau khi kết liễu bạn Quylen thì tôi lại gặp mặt bạn Dirac. Nhưng với sức mạnh của Murat được chỉnh sửa thì skin 1 lướt rất là mượt, nên bạn Dirac sẽ bị mình cho một vé máy bay về thẳng tới đàn. Ai không nhớ là đi. Sau khi xử lý hai bạn ấy xong rồi thì mình có thể yên tâm ăn vitamin A của mình. Và nếu như có cơ hội thì bạn có thể ăn con kinh công này. Vì sao á, tôi sẽ không nói đâu, để dành cho video sau. Tôi sẽ giải thích cho bạn tại sao mình nên ăn con kinh công và trong con kinh công có chất gì. Đang ăn con tà thần thì bỗng nhiên Hayate chat tuyệt vời Murat, nhưng bạn ấy ghi thiếu một vài chữ. Và sau khi ăn con kinh công xong thì tôi trả lời lại bạn Hayate là đừng khen tôi vì tôi rất ngại. Vậy mà kể từ lúc này cho đến lúc kết thúc trận đấu, bạn ấy không khen tôi thật. Tại sao lại không khen? Sau đó tôi farm lính để chuẩn bị đi gank. Với sự thay đổi của Murat hiện tại, bạn không cần phải tích nội tại vô quái mà vẫn có thể tích nội tại trực tiếp vô người. Vì skill 1 của Murat bây giờ cứ mỗi lần bạn lướt là sẽ có được một nội tại. Chỉ cần leo lên đánh thường 1-2 cái là đã có thể ulti rồi. Và theo cá nhân của tôi thấy, Murat mùa này cầm tốc biến là hợp nhất. Vì sao cầm tốc biến lại hợp nhất, lát nữa các bạn sẽ hiểu. Sau khi tôi và Tem ép xong hai trụ mid thì tôi lại chạy qua đường top để tiếp tục ép trụ. Và sau khi ép trụ top xong thì tôi chạy thẳng ra đường mid để phụ Tem combat. Không cần tích nội tại mà lao lên lấy nội tại rồi ulti giựt về luôn. Cấu rỉa máu rất hiệu quả mà không cần tích nội tại như trước. Mặc dù lượng đam nếu như ulti vào một người thì nó sẽ khỏe hơn mùa trước, còn nếu như ulti vào nhiều người thì nó sẽ ít hơn. Nhưng theo cá nhân của mình thấy thì Murat mùa này mạnh hơn và dễ chơi hơn. Ok, đang giới thiệu mà. Bạn Dirac lại muốn sáng mắt ra giống bạn Quylen rồi. Hello. Này thì chạy đi. Nãy giờ hình như trong trận đấu này cũng chưa có pha nào để cho các bạn thấy tác dụng của tốc biến khi mang. Thì chính xác là pha này đây. Đấy, khi hết chiêu thì bạn có thể xài tốc biến để chạy và đợi chiêu hồi quay lại. À không nhớ. Nếu như bạn thấy cái video này hay thì hãy nhớ like video này cộng đăng ký để ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả mọi người.
what does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They can weigh me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down.